Ngày 3 tháng 3 năm 1974, chầu thánh thể tại trung tâm. Chúa Giêsu nói: Con như một đọt nho ghép vào tim cha. Ngày 9 tháng 3 năm 1974, các con nhỏ phải đào sâu vào tận đáy linh hồn mình để suy gẫm danh xưng hồn nhỏ mà thường xuyên họ chỉ hiểu lơ mờ, hời hờ. Các con hãy trung tín với Thiên Chúa, hãy trung tín giữ các giới răn của Người. Khốn cho những kẻ chống đối phúc âm, đó là chân lý. Trách nhiệm thật đáng sợ. Các con hãy làm giảm bớt tính cách đáng sợ đó đi bằng cách nhiệt thành truyền bá lời Cha được kính múc trong phúc âm, được nhắc lại trong thông điệp tình yêu nhân hậu của Cha. Các con hãy hô lớn đức tin và tình yêu của các con, nhất là nêu những chân lý đời đời bị đem ra tranh luận trước mắt các con. Thật là điên dại kẻ biết luật Chúa mà câm nín, nếu sự câm nín như thế lại được coi là chấp nhận, đồng lõa với kẻ phạm luật Chúa mà vẫn vô tội vạ. Ngày Chúa sẽ đến và mọi người sẽ lãnh phần theo công việc của mình. Người lành sẽ được sự sống đời đời. Còn đối với những kẻ hèn nhát và những người đã thề hứa trung thành với Chúa Kitô, sau khi lòng thương xót vô cùng Chúa đã cố gắng để dẫn họ về đoàn chiên, song cũng vô ích, thì cơn nghĩa nộ Chúa sẽ nổ tung và trút xuống trên đầu họ tất cả sức mạnh sự công bằng. Hỡi các kiên của Cha, các con hãy cầu nguyện vì chán đắng đã đầy tràn và tình yêu trở thành bất lực để kiếm ra con đường giữa đống bùn lầy tội lỗi của thế gian điên khùng. Ngày 17 tháng 3 năm 1974, Chúa Giêsu nói: Cha tìm một vị thánh, một linh hồn đầy lửa để đem lửa đó đốt cháy đến tận cùng trái đất. Cha không tìm vị thánh bề mặt, nhưng vị thánh bề sâu, mà luật sống của Ngài là hiền hòa, từ bỏ và khiêm nhu. Đó phải là một linh hồn nóng nảy và quảng đại, có sức cảm hóa quần chúng bằng đức tin và tình yêu. Ngày 24 tháng 3 năm 1974, tình yêu đòi hỏi gì? Con hãy nói cho Cha hay. Tình yêu đòi hỏi gì? Từ bỏ và hy sinh phải không? Phải. Từ bỏ những sở thích, hy sinh chính bản thân mình và lòng quyến luyến tạo vật. Các con đừng sợ những gì tình yêu đòi hỏi. Tùy trình độ tình yêu của các con hãy dâng cho tình yêu những gì các con có thể dâng, và đừng giữ lại cho mình những gì Cha dạy các con cách riêng. Tình yêu phải chiếu tỏa nhiều ra chung quanh. Không có tình yêu sẽ không lấy gì chiếu tỏa ra được, và không chiếu tỏa là vì không có tình yêu. Các con hãy nhẫn nhục và nhân ái với nhau. Các con đừng xin hơn những gì Cha muốn ban cho các con. Chớ chi lòng bác ái cao độ nhất điều khiển mọi công việc của các con, dù là việc nhỏ mọn mấy. Các con hãy tiếp rước những người khóc lóc với lòng từ ái. Hãy băng bó những vết thương của nhân loại khốn nạn này. Các con đừng ở lạnh lùng trước đau khổ. Kính Cha kêu gọi và nài vang trong người đau khổ. Phú mình trong tay Cha là việc rất đơn giản. Các thánh đã thực hành việc phú dân này với nhiều từ bỏ. Nhờ ơn Cha và vì yêu Cha, các con có muốn bắt chước các thánh không? Đó là con đường cao quý, là cửa nhỏ cần qua để vào nước trời. Ngày nay Cha lên tiếng khẩn cấp hơn nữa với tâm tư các con. Các con hãy ở thật bé nhỏ để đón nhận lời Cha và đem thực hành lời Cha đã dạy.
sợ sệt bóp nghẹt tình yêu và ngăn cản tình yêu chiếu tỏa tất cả sức sáng. Các con hãy trở nên con cái sự sáng, hãy nói nhân danh Cha. Đừng sợ, Cha luôn ở với các con. Ngày 1 tháng 4 năm 1974, thánh lễ tại trung tâm. Chúa Giêsu nói: Ai lấy đức tin và tình yêu làm chứng cho Cha, người đó đang được gọi là con Thiên Chúa. Cái gì thuộc về thế gian thì không thuộc về Thiên Chúa. Để đẹp lòng Cha, các con đừng sợ làm phiền thế gian. Nếu không, thế gian sẽ bóp nghẹt những cảm tình lành thánh của các con do tinh thần duy vật của nó. Ai đến từ Thiên Chúa sẽ ở lại cùng Thiên Chúa. Ngày 7 tháng 4 năm 1974, vị thủ lãnh tối cao của giáo hội đã làm cho người ta nghe thấy tiếng nói của lòng hiền từ, của tình yêu và lòng nhân hậu. Trong thông điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ, Cha kêu mời các con hãy đến cùng Cha, hãy cải thiện, thống hối tội lỗi các con, hãy tiếp sức cho mình trong tình yêu thánh. Nhưng chưa có gì được thực hiện cả, vì những con chiên bất trung trong đoàn tiếp tục phá hoại đoàn chiên. Đã đến lúc các chúa chiên phải dùng dao chích mổ xẻ nhọt, làm cho giáo hội phải đau đớn. Đó là nhọt đe dọa lây sang toàn thể tín hữu, không ý thức được hiểm nguy đang rình rập họ, vì tất cả những gì được đem trình bày cho họ đều tinh vi một cách quỷ quyệt. Một thứ nhọt nan trị, khó có thuốc gì chữa lành, cần phải được bàn tay lành nghề mổ xẻ mới trông cứu vãn. Việc ngăn ngừa nọc độc lan rộng là rất cần thiết cho thời nay. Người ta tin mình biết hết mọi sự, nhưng thật không biết gì. Họ tin họ hiểu mọi sự, nhưng họ chả hiểu gì. Người ta từ chối không muốn cho những người can đảm dùng quyền để công kích những điều vô liêm sỉ của thế gian hư đốn này nay. Tất cả những gì phạm tới quyền lợi thánh của đời sống và phạm tới các chân lý ngàn đời phải trở nên vấn đề lương tâm cho mỗi người chúng con, và phải đem ra tố cáo giữa thanh thiên bạch nhật. Đừng sợ gì, chỉ có tội lỗi mới làm các con phải sợ. Các con tranh đấu cho Thiên Chúa dưới sự bảo trợ của Người, đó là bổn phận chung. Các con hãy trở nên những nhà cách mạng hiền từ của tình yêu. Chẳng bao lâu nữa, nếu các con không đề phòng, sự dữ sẽ lan tràn khắp mặt đất, đến nỗi nhiều người không chịu khó được để trở về cùng Chúa được nữa. Vì tội lỗi đã ăn mục rụng đến xương tủy họ. Ngày 12 tháng 4 năm 1974, này đây giờ thử thách đến, này đây công bằng đến, Cha không còn ngăn lại được nữa, này đây giờ sầu thảm đến. Ở đâu tình yêu thất bại, sự công bằng Cha làm sao thắng được để đem những kẻ lạc đường về cùng Cha. Nhiều người để Cha cô đơn trong các nhà thờ ngày đau khổ thứ năm tuần thánh, trong khi Cha cần được những tấm lòng thân ái, mến yêu và biết ơn. Họ giống các môn đệ Cha, họ ngủ say và không thức với Cha được một giờ. Họ yêu chuộng sở thích của họ hơn tình bạn của Cha. Cha buồn sầu uổng công chờ đợi họ. Niềm an ủi Cha chính là các con nhỏ khiêm tốn, dịu hiền và trung tín với tình yêu Cha. Những người này là chứng nhân của Cha bằng sự hiện diện và tinh thần cầu nguyện của họ đối với Cha. Tình yêu khóc than trên thập giá. Họ ở đâu? Những linh hồn, những con cái dấu yêu Cha đã đến để cứu vớt. Tại sao họ không đến đây chung quanh Cha?
Những tín hữu của cha ở đâu? Sao nhiều người vắng mặt quá? Có, họ ở đó, nhưng họ chỉ làm giảm đôi chút sự đau khổ của một Thiên Chúa đang hấp hối vì yêu. Thông điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ. Ngày 12 tháng 4 năm 1974, Chúa Giêsu nói: Này đây giờ thử thách đến, này đây giờ công bằng đến, chắc không còn ngăn lại được nữa. Này đây giờ sầu thảm đến. Ở đâu tình yêu thất bại, sự công bằng cha làm sao thắng được để đem những kẻ lạc đường về cùng cha? Nhiều người để cha cô đơn trong các nhà thờ ngày đau khổ thứ năm tuần thánh, trong khi cha cần được những tấm lòng thân ái, mến yêu và biết ơn. Họ giống các môn đệ cha, họ ngủ say và không thức với cha được một giờ. Họ yêu chuộng sở thích của họ hơn là tình bạn của cha. Cha buồn sầu uổng công chờ đợi họ. Niềm an ủi cha chính là các con nhỏ khiêm tốn, dịu hiền và trung tín với tình yêu cha. Những người này là chứng nhân của cha bằng sự hiện diện và tinh thần cầu nguyện của họ đối với cha. Tình yêu khóc than trên thập giá. Họ ở đâu? Những linh hồn, những con cái dấu yêu cha đã đến để cứu vớt. Tại sao họ không đến đây chung quanh cha? Những tín hữu của cha ở đâu? Sao nhiều người vắng mặt quá? Có, họ ở đó, nhưng họ chỉ làm giảm đôi chút sự đau khổ của một Thiên Chúa đang hấp hối vì yêu. Còn những người khác, họ ở đâu? Con mắt tình yêu vẫn theo dõi họ trong bóng tối lãnh đạm, trong tật hư và nết xấu, trong sa đọa nơi họ ẩn mình. Họ lẫn trốn phần rỗi cha đem đến cho họ, trong niềm ao ước dày vò say sức muốn cứu vớt tất cả. Hỡi con đã hiểu những tai họa xảy ra đây đó là những lời cảnh cáo, nhưng con cũng hiểu những cái đó không đủ để thế gian trở lại. Thế gian mù điếc, chỉ nghe và xem những gì nó muốn xem và nghe thôi. Cái gì cũng quyến rũ nó, còn điều nhắc nhở bổn phận của nó đối với cha lại làm cho nó đóng lòng lại và chói mắt không nhìn được ánh sáng. Bởi chính trong trái tim, trung tâm mọi nhiệt tình mà con người bị đánh bại, ngay tòa của tình yêu cần phải được tẩy luyện. Đau khổ đền bồi sẽ làm những việc kỳ diệu về ơn thánh trong các linh hồn. Nhưng lúc này, con dấu ích kỷ in quá sâu trong các linh hồn để thông cảm với đau khổ của người khác. Sự giữ bởi nội tâm mà ra, nên việc thống hối cũng phải bởi nội tâm mà đến. Các tâm hồn bị đánh tận nguồn, nên việc canh tân cải thiện cũng phải bắt đầu từ bên trong để nước cha được lan tràn khắp mặt đất. Ngày 21 tháng 4 1974, Chúa Giêsu nói: Tại Paray-le-Moyen, các con sẽ đem theo biểu hiệu đạo binh của Thánh Tâm Cha và trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, rồi giới thiệu với các tín hữu. Dưới hiệu kỳ đã được in dấu lòng nhân hậu vô cùng, các con sẽ chiến đấu và cha sẽ dẫn các con đến chiến thắng. Võ khí các con dùng là tình yêu, tình yêu dạt dào và thánh hóa. Không có tình yêu, không có cứu rỗi.
Các con hãy đem trái tim quay về ơn Thánh với lòng cương quyết nhưng bình thản và đắn đo, sống như con cái Chúa dưới sự bảo trợ của Người. Các con đẩy lui quân thù tới vực thẳm. Đạo binh hồn nhỏ có thể ví với những nhân chứng đầu tiên của Chúa Kitô. Thánh Tâm Cha được yêu mến quá ít, quá tệ, nhưng sẽ toàn thắng. Ngày 5 tháng 5 năm 1974, Cha là phiến đá, nơi đó các mũi tên lửa của kẻ thù bị dập gãy. Các con hãy bám chặt lấy Cha để khỏi bị sóng gió điên cuồng đang trút xuống thế gian lôi cuốn theo. Ngày 20 tháng 5 1974, nghi ngờ phá hủy đức tin và làm tê liệt mọi việc đạo đức. Cha đã nói, nhà này phải là cao điểm dạy đường thiêng liêng. Chớ chi đó là mục tiêu và mối bận tâm duy nhất của các con. Công đức các con ở đâu nếu các con không cố gắng? Hỡi các con nhỏ, Cha mời gọi các con tiến lên con đường chông gai tới sự trọn lành. Các con còn nhiều điều phải học nơi trường tình yêu. Tại sao các con bối rối? Cha luôn ở giữa các con. Điều đó xem ra đôi khi các con quên lãng. Ngày 6 tháng 6 1974, chính sự không tuân phục những luật căn bản của giáo hội chắc chắn sinh ra sút kém lòng sốt sắng nơi các tín hữu. Ngày 16 tháng 6 năm 1974, con hãy nói cho các tín hữu biết là Cha ước ao xem thấy thần linh khôn ngoan, sáng suốt và yêu thương ngự giữa họ. Thật là đau lòng Thiên Chúa khi thấy một số người có tinh thần chỉ trích và vì thế thiếu lòng bác ái. Con có thấy tâm hồn kia không? Tâm hồn đó làm nhiều cho vinh danh Cha. Những việc của nó trọn lành và ích lợi cho các tâm hồn biết mấy. Nếu sự nhiệt thành của nó không bị nhuốm màu kiêu hãnh thầm kín. Còn tâm hồn này rất đẹp lòng Cha. Nó im lặng, có nghĩa là nó trọn lành. Cho dù con người của nó khốn nạn, tình yêu của nó kéo xuống vô vàn ơn của Thánh Tâm Cha, ban cho tâm hồn sẵn sàng phục vụ anh chị em mình. Một tâm hồn khác nữa kia, xem ra nó phục vụ hết mình. Nhưng than ôi, tinh thần tư hữu đã lọt vào trong việc tông đồ nó làm. Con cũng hãy xem những tâm hồn bé nhỏ rất đơn sơ này. Chúng có lòng sùng mộ Thánh Tâm Cha và trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, bằng tình yêu tỏa lan mạnh mẽ để truyền bá nước Cha trên trái đất này. Hỡi con sẽ dễ tìm thấy Thiên Chúa hơn nếu con năng học nghe tiếng chim hót, tiếng suối róc rách chảy, khám phá vẻ đẹp oai hùng của thiên nhiên. Ở đó, Cha nói với tâm hồn con người trong im lặng và trong tình yêu dịu ngọt của Cha. Ngày 7 tháng 7 năm 1974, trong Thánh Lễ, con sẽ uổng công tìm Cha, con sẽ không thấy Cha. Nhưng nếu con để Cha tìm con, Cha sẽ thấy con và con cũng thấy Cha. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản con tìm Cha đâu. Người ta có thể cản ngăn Thiên Chúa ban mình cho thế gian không? Cho dù thế gian chỉ cưỡng bách đón nhận người thôi. Ngày 23 tháng 7 năm 1974, tự lương tâm, các con có giống những cánh chim trong tay Cha không? Các con có nghĩ tưởng đủ về những người đói khát không?
các con có đủ tín thác nơi cha không? Tại sao các con bận tâm tìm kiếm của đời, tìm của dư thừa, tìm sở thích các con? Sự phụ thác của các con có được cụ thể đủ trong thực hành không? Các con hãy tìm nước cha trên hết, còn các sự khác các con sẽ chẳng thiếu đâu. Sống hay chết đâu có thuộc quyền các con. Các con đừng hăng hái tìm tòi để thiên liệu sự cứu giúp của cha. Sự cứu giúp của cha bao giờ cũng đến đúng giờ. Các con hãy tích trữ kho tàng trên trời. Của cải đời này cúp lấy của linh hồn, những kho tàng trên trời độc nhất và thật sự vững bền. Ngày 1 tháng 8 1974, Chúa Giêsu nói: đối với con bắt đầu thực hiện sứ mạng thực của con. Trên trời sự bắt đầu đó sẽ tồn tại muôn đời, và con sẽ dâng hiến cho các linh hồn sự sống đời đời trong bình an và tình yêu cha. Ngày 4 tháng 8 1974, tình yêu không bị hạn chế vì sự yếu đuối của các linh hồn, nhưng vì cách đối xử của các linh hồn đối với tình yêu. Ngày 5 tháng 8 1978, sáu giờ sáng, mở mắt ra là tâm hồn tôi bay lên cùng Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Hễ chi nếu được vui mừng hay phải đau khổ, hễ chi nếu gặp khô khan hay được sốt sắng, hễ chi nếu được giàu có hay phải khó nghèo, điều quan hệ chính là con yêu mến Chúa với tất cả ý chí của con. Con bền vững nhờ ơn Chúa. Con hướng về người khác khiến hồn con luôn hứng khởi. Ôi lạy Chúa, kể khi con không làm mất lòng Chúa điều gì, xin Chúa hãy đẩy xa con những gì không phải là Chúa. Xin Chúa gìn giữ con trong bình an, vui tươi, mến yêu và trung tín với ơn Chúa. Lạy Chúa, xin làm cho con hiểu con không có quyền đau khổ cô đơn một mình. Ích kỷ tập trung vào mình là ngăn cản không cho linh hồn tiến lên. Chớ chi tình Chúa yêu con, lòng người ta mến con, trở nên cầu bắt từ tim con sang tim kẻ khác, là các linh hồn nhỏ hiện nay và sau này. Chớ chi con chẳng giữ lại một lời trách móc nào, một mâu thuẫn nào. Chớ chi tâm trí con càng ngày càng mở rộng đón nhận những đau khổ của thế gian, mở rộng cho tình yêu hằng thúc bách tâm trí con phải luôn hy sinh nhiều hơn. Lạy Chúa, Chúa biết con nhỏ của Chúa phải thường xuyên bị nghiền tán dưới mấy ép, thật là kinh sợ, nhưng cũng thật là cao vời, vì sự yếu đuối của con được nguồn tình ái Chúa lôi cuốn lên. Đó là thứ tình ái thường không cảm thấy được theo tính loài người hay nỉ non, nhưng rất xác thực, vì đau khổ thay vì làm con xa Chúa lại đem con đến gần Chúa hơn. Ôi Chúa trời con! Ngày 8 tháng 8 1974, con hãy bám lấy tay cha, hãy nhắm mắt lại và hãy để cha dắt con. Cha sẽ mở rộng đức ái của con tới những chiều kích của thế giới. Ngày 10 tháng 8 1974, trước khi biết chỉ huy phải tập vâng lời. Phần cha là Thiên Chúa tình yêu, cha đã lụy phục các tạo vật của cha trước khi lên tới đích vinh quang. Đường cha đi là đường con phải đi.
ngày 12 tháng 8 năm 1974. Trung tâm hồn nhỏ sẽ tỏa sáng ra, không phải bằng tinh thần tư hữu, bằng nhiều của cải trần gian, nhưng bằng nết na khiêm tốn, bác ái, và bằng kho tàng thiêng liêng của những người cư ngụ trong đó. Trung tâm sẽ là căn nhà tiệc ly bé nhỏ của tình yêu. Những tâm hồn trú ngụ trong đó sẽ phải trở nên những môn đệ đích thực của Thánh Tâm Cha. Trong yên tĩnh hồi tâm, hãy tránh mọi phóng đãng tâm trí và vắng bóng tất cả những lời dèm pha, hận thù, phê đàn. Các hồn nhỏ sẽ chu toàn ý nghĩa tại sao họ được mời gọi tới đây. Ăn uống cao lương mỹ vị là làm nhục những dân tộc đói khổ. Đó là điều cấm tại trung tâm. Thời giờ dâng hiến cho việc cầu nguyện sẽ là những giờ sống thiêng liêng sâu xa hơn. Đức bác ái, quà tặng của ơn thánh sẽ chiêu giải trong mỗi người và mọi người. Chứ chi lối sống sung túc không nên gương mù cho những hồn nhỏ. Ước chi tinh thần khó nghèo được hiển trị giữa họ. Sự cần thiết không có nghĩa là đầy đủ quá. Chớ chi hư vinh của một số người nhường chỗ cho lòng ước ao nên thánh bằng cách chu toàn thánh ý cha. Chớ chi các linh hồn được triển nở trong niềm vui, trong tính thác, trong đời sống liên đới với nhau. Tinh thần áp chế phải được mọi người lưu ý loại bỏ. Ai là chủ sẽ là đầy tớ mọi người. Họ phải lo gây bầu khí sốt sắng, khiêm nhường và yêu thương giữa những người họ lãnh trách nhiệm. Đừng ai coi mình hơn người khác. Ai gánh trách nhiệm hãy lo cho có trật tự để giúp hồi tâm. Người đó phải ít dùng quyền, nhưng dùng thông cảm. Phải ít tin ở mình, ở lý luận của mình. Sự bất bình, đố kỵ, kiêu căng phải nhường chỗ cho an hòa, vui tươi và yêu mến. Kết quả của tình yêu bao giờ cũng là bình an và bác ái. Ai chống chương trình và đường lối này thì nên đi khỏi. Tình yêu chỉ khởi thắng do bác ái. Mỗi người hãy tự hỏi mình về điểm này để tránh làm tổn thương cho tha nhân. Những người bé nhỏ không đòi hỏi nhiều. Trung tâm sẽ có những chỉ dẫn, khích lệ và quy luật để quy tụ và giúp thăng tiến phong trào hồn nhỏ. Đầy lòng mới nói ra bên ngoài. Hy vọng mọi việc đều mang ân tính thần trí cha. Cha được mãn nguyện trong tâm hồn người nghèo, nhưng cha sẽ lìa xa người kiêu căng hay bắt bớ người khác. Cha tha phép cho đau khổ lọt vào để thánh hóa các tâm hồn, nhưng cha không chấp nhận tác giả của nó. Hiền lành và khiêm nhượng là luật căn bản cho mọi người. Hỡi con, cha ủy thác cho con làm cho người ta tôn trọng thánh ý cha, và cho con chống lại tất cả những gì cản ngăn thánh ý đó được thực hiện. Thiết lập một tổ chức thiêng liêng cho các hồn nhỏ là sứ mạng của con. Được đấng bản quyền của con đồng ý, con hãy đi tiên phong. Ngày 25 tháng 8 năm 1974, lúc thức dậy, con hãy tín thác vào cha. Hai trái tim cha con hiệp nhất sẽ thắng được tất cả những gì nhỏ nhen của thế kỷ đồi tại này. Hỡi con nhỏ, hãy phú thác. Phải, xác hồn con thuộc về cha, con đừng sợ. Người nghèo nhỏ bé của cha tại thành Assis chỉ lấy đức tin làm áo giáp và lòng mến làm vỏ khí. Con hãy coi cha đã làm cho người ra sao.
Sức mạnh của cha đã bao vây sự yếu đuối của con. Thánh thần thổi hơi, ơn sủng đến. Cứ khi mọi người phản ứng tốt đẹp và quảng đại để ơn thánh hoạt động trong tâm hồn họ, thánh ý cha không luôn được người ta tìm hiểu. Nhưng con, hỡi con rất yêu của cha, cha đã ban cho con phân biệt điều tốt hay kém tốt. Con hãy bước đi trong những nẻo đường cha đã vạch cho con và lôi kéo người ta đi theo. Lạy Chúa, linh hồn con đang buồn sầu, biết bao điều làm con đau khổ, và con rất khó chịu đựng sự cưỡng bách và bất công. Những lời nguyền rủa làm tính đa cảm con đau khổ. Con không phàn nàn về những đau khổ con chịu, nhưng đối với cha đấng yêu con không bộc lộ được trái tim bị thương tích của con sao? Có cần con thưa với cha là con đau khổ không? Nhưng cha đã quá biết rồi. Có cần con xin cha yên ủi con không? Con không thể và không muốn. Nếu con chịu đau khổ quá tệ, dù con hoàn toàn hiệp theo ý cha, đó chẳng phải là vì con quá xa mức độ cha mong con tới sao? Con không thể nói là con không ước ao chịu đau khổ, nhưng về điểm này con chẳng còn nhận ra con như thế nào nữa. Mâu thuẫn kỳ cục nảy ra trong tâm trí con. Nhân tính con đứng trước đau khổ đã bị kiệt quệ rồi, nhưng nghị lực, bình an, vui vẻ để chấp nhận với sự chắc chắn là con đang đi trên đường chính thức, đường tuyệt vời dẫn tới hạnh phúc trường sinh. Con, những thánh giá con vác được hiến dâng lên với tình yêu và phục tùng là phần gia nghiệp do sự thánh thiện cha ban cho các linh hồn cần được cứu rỗi. Con không làm được, cha làm cho con lớn lên bởi cha yêu con và cha thấy con lãnh nhận. Nhưng con hãy coi chừng những cảm xúc đầu tiên trong con. Đó là những khuyết điểm con phải nhờ ơn cha để thắng, thắng với tình yêu gia tăng. Điều tốt là con hãy nhớ rằng cha đã đóng ấn cha trong con. Cha sẽ cứu con khỏi những âu lo của con và che chở con khỏi tay những người muốn hại con. Con sống là để phục vụ Thiên Chúa con, đấng đã chấp nhận những khát vọng của con. Con hãy tập bác ái, trước khi lòng tín thác của con vào cha không bị lây chuyển vì những chống đối và những hiểu lầm. Chính trong thử thách, cha nhận ra các bản thân của cha. Con hãy bình thản vì cha luôn ở với con. Ngày nay, đạo binh đang đi vào khúc quặt và sẽ phát triển vì nó đã được phú dâng cho hai trái tim của chúng ta, nên hai trái tim chúng ta sẽ chung sức nâng đỡ nó. Ngày 2 tháng 9 năm 1974, cha sẽ tỏ cho các con những bằng chứng khác về uy quyền của cha. Cha cũng tỏ cho các con sự kính trọng cha đối với tiếng phục tùng. Trong sự công chính và trung trực, cha nói cho người ta hay, cha là đấng toàn năng và cha nghiêng mình trước các quyết định của những người đại diện cha dưới đất. Nhưng các con hãy tin điều cha đã quyết định sẽ được thực hiện. Đường nẻo của cha bị tráo trở, các điều cha thỉnh cầu bị đem ra tranh luận, nhưng mục đích phải đạt tới vẫn y nguyên. Các tâm hồn đối kháng công lý và tình yêu, họ sẽ được ăn uống no nê. Cha đã đốt lửa tình yêu. Nếu người ta không đặt ngăn trở, cố ý dập tắt, thì cha sẽ tung vãi thứ lửa trời đó và nó sẽ bừng cháy khắp vũ trụ. Lòng người thay đổi,
Nay thế này, mai thế khác, nhưng tâm hồn họ vẫn khát khao cõi vô biên. Chỉ mình cha có thể làm cho ước vọng của họ được hoàn toàn thỏa mãn. Kiếp kia các bạn thân của cha đừng nghi ngờ lời cha, và ước mong họ vững tâm cậy trong lời cha sẽ được thực hiện. Chúa quên thân mình,
Ngày 6 tháng 9 năm 1974, lúc 6 giờ, Chúa Giêsu nói: Ngày xưa, đức tin của tổ tiên chúng con với lòng kiên trì đã kính múc được từ nguồn phúc âm một vài điều ngây thơ, cái ngây thơ làm hài lòng Thiên Chúa. Ngày nay, đức tin của nhiều con cái cha trở nên một đức tin lý luận, tẻ lạnh và ít nhân nhượng. Các tâm hồn không còn dễ cởi mở cho ơn thánh, cho tình yêu tuôn vào. Người ta giữ bổn phận người Kitô hữu, nhưng thường với con tim lạnh nhạt. Sợ Chúa không ngăn chữa nghiêm thẳng. Biết bao lời thoá mạ phạm tới thánh tâm cha, trước khi phạm tới những kẻ bị thoá mạ. Cha là tình yêu và là tha thứ. Ai xét đoán anh em mình sẽ bị xét đoán theo sự nó đã xét đoán tha nhân. Nó xem thấy cọng rơm trong mắt tha nhân mà không thấy cái xà trong con mắt mình. Ai làm phiền lòng anh em là làm phiền lòng Thiên Chúa. Ai tưởng mình yêu cha, hãy minh chứng trước mặt cha bằng nhiều tình yêu với lòng nhân hậu trong mọi hoàn cảnh sống. Đấng khôn ngoan sẽ ban cho những kẻ bé mọn, người tránh xa những kẻ kiêu căng. Những tội phạm thường xảy ra từng giây phút. Hôm nay còn là bạn của cha, nhưng ngày mai đứng lên phản cha rồi. Bao giờ chúng hiểu được sức mạnh tình yêu cha đối với chúng? Cha xót thương chúng yếu đuối, và cha ao ước thấy chúng theo gót cha. Gioan, môn đệ cha yêu, là một tỷ dụ lòng tự ái cha đối với hết mọi người. Lòng tự ái đó không bị che giấu đi vì vị nể người ta. Ngày 7 tháng 9 năm 1974, sáng nay lúc 5 giờ, lạy Chúa con ao ước yêu mến Chúa biết bao, như Chúa đáng yêu mến. Nhưng than ôi, con chỉ là một bào thai yếu nhỏ về tình yêu. Nó chỉ sống và thở nhờ Chúa mà thôi. Cha đang liên kết các xứ bị bách hại vào giao ước của cha với dân tộc Bỉ. Cha lấy của người giàu để trao cho người nghèo. Gieo giống tốt sẽ nảy sinh hoa trái dồi dào. Cũng thế, sự sống trong các linh hồn sẽ triển nở nếu họ được tiếp sức trong chính nguồn mạch. Cha kêu mời mọi nước trên thế giới hiệp nhất với giao ước này để cùng đào tạo hiệp nhất trong tâm trí và tinh thần. Cha kêu mời tất cả các con hãy là những ân huệ tình yêu trao tặng tình yêu. Ngày 3 tháng 10 năm 1974, lúc rước lễ, Chúa Giêsu nói: Con hãy trở nên cuốn họng nếm thử cha. Con hãy trở nên thân xác đón tiếp cha. Con hãy trở nên tư tưởng diễn tả cha. Con hãy trở nên trái tim yêu mến cha và hiến dâng cho cha. Ngày 5 tháng 10 năm 1974, trong thánh lễ, Chúa phàn nàn không ngừng: Cha khác, cha khác. Ngày 6 tháng 10 năm 1974, cha khác, con hãy lấy tình yêu làm cha giảng khác. Ngày 9 tháng 10 năm 1974, Chúa Giêsu nói: Nếu người ta khôn ngoan được trong việc làm như đôi khi trong lời nói,
thì thế gian không đụng đến bờ vực thẳm như hiện nay. Đạo hạnh bị dẹp bỏ bởi sợ hãi. Yêu Chúa và sống vì Chúa trong thế giới bỏ đạo này hầu bị coi là thuộc giáo phái sai lạc và bị nhiều trận lôi đình của nó. Tính hèn nhát vẫn muốn để đâu cứ đó, nhắm mắt lại không xem gì nữa là xong. Nhưng cũng không dễ dàng làm im tiếng lương tâm trỗi dậy để trách móc những tội tày đình phạm tới Thiên Chúa hiện hữu, phạm tới tình yêu vô cùng, phạm tới Chúa Thánh Thần ấp ủ tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngày 22 tháng 10 năm 1974, sáng nay vừa mở mắt, Chúa Giêsu nói: Hỡi con, sự sống không bị giam cầm trong sự sống vì yêu thương các linh hồn cần cứu vớt. Ngày 28 tháng 10 năm 1974, cần phải là hồn nhỏ, không chỉ trong lời nói, nhưng trong việc làm và chân lý. Hỡi các con của Cha, hãy ở nhẫn nại và nhân hậu. Các con hãy tín thác và bình thản. Tín thác sẽ được Cha ban cho mọi sự. Cậy trông là ơn của trời. Bác ái là căn bản của tình yêu. Tội của thời đại là không còn tin vào tình yêu, là làm cho tình yêu mất tính chất trong sáng của nó, nơi các linh hồn được tình yêu tuyển chọn, khi người ta quan niệm về nguồn gốc của nó. Chỉ có những tâm hồn trong sạch mới khám phá ra tình yêu trong vinh quang chói lòa, qua những kẻ đã được tình yêu đóng ấn. Hỡi con nhỏ, con hãy hiểu cho kỹ tình yêu của Cha là điên dại. Thiên Chúa là sức sống của hồn con, vì tình yêu được đổ tràn đầy trong đó. Tình yêu hoạt động không ngừng, kích thích hồn nhỏ, làm nó khổ đau, nâng nó lên, xoa dịu nó, làm nó vui cười và sa lệ. Điều tình yêu ưa thích hơn là làm cho con ý thức rằng con được đầy tình yêu, con được ưu ái đặc biệt. Đôi khi Cha muốn chắc chắn làm cho con khám phá được sự hiện diện của Cha trong một tâm hồn như thế. Hãy nói cho Cha hay: con có năng tưởng đến ơn cứu chuộc không? Con quá yếu đuối, quá nhát sợ. Tại sao? Bởi vì Cha yêu con. Còn việc đây là và phải là việc của giáo hội. Con đừng sợ chi. Cha là sức mạnh của con và cũng là sự yếu đuối của con, là sức mạnh để chiến thắng, là sự yếu đuối để yêu thương. Bên cạnh con, Cha đã đặt một thiên thần để bảo vệ con. Ngày 6 tháng 11 năm 1974, Cha là đấng vô song, khôn lường, toàn năng. Thật là táo bạo kẻ dám đứng lên chống lại Cha và làm thất bại chương trình yêu thương loài người của Cha. Chia rẽ là chết đối với những người đắc tội. Phá rối và gieo hoang mang là việc của kẻ thù. Việc lành không thể dựa trên hành động xấu, đặt nền tảng trên tinh thần tư hữu, bè phái và chua cay. Con mắt Cha chỉ nhìn vào lòng khiêm nhường, bé nhỏ và sự tín thác ở tình yêu tuyệt đối. Bác ái đổ tràn đầy những ơn đó trong ánh sáng trong sạch của tình yêu Thiên Chúa. Ngày 27 tháng 11 năm 1974, hỡi các con, Cha chúc lành cho các con. Các con hãy đặt tín thác nơi Cha. Ngày 28 tháng 11 1974,
Chúa nói, trốn tránh cám dỗ chưa phải là giải pháp, nhưng lấy tình yêu để thắng, đó mới là giải pháp. Chạy trốn quân thù chỉ là nhát đảm, đương đầu với nó bằng khí giới tình yêu, đó là phá tan quyền lực gây tai họa cho các linh hồn. Chỉ có một phương thế đạt tới tình yêu, đó là yêu mến. Ngày 6 tháng 12 1974, công việc được tỏa sáng đi tới tận cùng trái đất sẽ vượt quá mức tiên liệu của các con. Đó là sương mai xuống trên trái đất khô cằn, bị kiêu căng và bạo lực tàn phá. Công việc đòi mọi người phải có tâm tư luôn sẵn sàng và phu thác trọn vẹn theo thánh ý cha. Cha bày tỏ việc đó cho sứ giả của cha. Lúc này thánh tâm cha quặn đau vì các kẻ lành bị tàn sát. Họ là nạn nhân của một xã hội bất nhân, vì bổn phận trước tiên của họ là phải bảo vệ sự sống, được thánh hiến ngay từ khi được thụ thai. Thiếu bổn phận đó, xã hội phạm vào tội gớm ghê nhất, dám trêu cơn giận Chúa mà không xem sao hình phạt. Linh hồn các con trẻ vô tội bị giết, kêu lên trời báo oán. Thái độ bất động của các Kitô hữu trước những kinh hoàng vô danh này là cơn hấp hối thứ hai đối với cha. Dưới bộ diện những con người tử tế ẩn dấu ung nhọt các tâm hồn đã hóa hư đốn thối tha, nhưng ở bên ngoài bộ diện kia còn có ơn thánh hoạt động trong các tâm hồn trung tín, kêu mời họ hăng say chiến đấu. Hồn nhỏ hiểu rằng chỉ mình cha có thể cứu được thế giới. Cha là sự sống lại và là sự sống. Cha cứu giúp các linh hồn thiện chí. Chớ chi phép công thẳng của cha được tình yêu các hồn nhỏ làm dịu bớt. Các con hãy cầu nguyện, bởi vì mức độ tội lỗi đã đầy tràn. Phần con, hỡi con, cha đã đóng dấu trên con. Con hãy làm tròn sứ mạng của con với tình yêu và lòng cương quyết. Sau rước lễ, Chúa Giêsu nói, sứ mạng của con là nhận xét các sự việc và tu sửa lại bằng tình yêu của con. Hãy để cha ở với con, đừng bỏ cha một mình. Con hãy làm cho tình yêu cha được cứu tỏa khắp cùng trái đất. Ngày 15 tháng 12 năm 1974, Chúa nói, náu ẩn trong lòng đồng trinh của mẹ cha, cha đợi ngày xuất hiện. Một lần nữa, cha mang đến cho các con sứ điệp đẹp nhất của mọi thời đại, đó là bằng an cho các tâm hồn thiện chí. Nhưng các con còn có thể hiểu được sứ điệp đó không, khi mà nhiều linh hồn không ngần ngại tiêu diệt trong họ hoa quả của tình yêu và là sự sống của sự sống? Các con còn có thể đánh giá được sự khiêm tốn, bé nhỏ và yếu đuối của con trẻ sắp sinh ra để cứu các con không? Và dù là vua các vua, người đã chẳng mang theo sự yếu đuối và sức mạnh của tình yêu đối với các con, mang theo cả những đức tính của trẻ thơ mà người kêu mời các con tập luyện đó sao? Ôi Chúa Giêsu, chớ chi chúng con có thể hiểu được giáo huấn sâu thẳm cứu ban cho chúng con qua hai tiếng yếu đuối và sức mạnh của tình yêu Chúa. Chúa là tình yêu, vậy mà Chúa lại quá yếu đuối trước những thụ tạo khốn nạn của Chúa. Chúa không thể chống lại sức quyến rũ mà những thụ tạo tác động trên trái tim đầy yêu thương của Chúa. Và sức mạnh của Chúa lại nằm trong quyền lực của tình yêu Chúa. Nài nỉ chúng con nhận lấy, cũng như trong sức quyến rũ
của những đức tính trẻ thơ gieo vào những trái tim nhạy cảm trước vẻ đẹp của chúng. Chào ôi, hỡi con, những trẻ nhỏ hiện nay rất thường là nạn nhân của nền luân lý kém cỏi, nơi những người đáng lẽ phải làm gương cho chúng về sự trong sạch, đạo hạnh, khiêm tốn. Họ bêu gương xấu trước các trẻ nhỏ đó vì tính nết ô nhục của họ. Cha còn đến vì cha là đấng tự hữu, là đấng yêu thương. Con hãy nghĩ xem, đêm nay cha còn mỉm cười sao được, đêm mà quá ít người ý thức về sự sáng, và biết bao người từ chối đón nhận sự sống của trần gian khi họ đành sa vào những tội phạm thánh gớm ghê nhất. Kính trong đêm nay, đêm bình an và yêu thương, biết bao kẻ vô tội bị hy sinh. Chính trong đêm nay, đêm bình an và yêu thương, biết bao kẻ vô tội bị hy sinh. Và cha, người Thiên Chúa, cha càng cảm thấy sự nghèo khó của cha hơn. Bởi thay vì nhận được vàng, nhũ hương và mộc dược, cha chỉ nhận được những khinh bỉ, những dưng, khạc nhổ, cùng những tấm lòng độc dữ, khép kín không cho ơn Chúa vào khi ơn đến gõ cửa lòng họ. Cha giang hai tay bé nhỏ, nài nỉ với hai hàng nước mắt trong đêm tối, tìm kiếm những tâm hồn trung tín yêu thương. Phải, cha là vua tình yêu, nhưng cha đối lạ và không tìm được của ăn bổ sức. Hỡi con yêu, con hãy chấp nhận phú dân xác hồn cho tình yêu. Cha đói khát, con hãy yêu cha đi. Ngày 16 tháng 12 1974. Tâm hồn cần được bổ dưỡng bằng lòng cậy trông. Cha đem điều đó đến cho các con. Con tim cần lẽ sống. Cha ban cho các con an bình và tình yêu của cha. Cha là tình yêu và cũng là mâu thuẫn. Các con chỉ chiếm được tình yêu khi chấp nhận mâu thuẫn. Mâu thuẫn ngay trong những xu hướng tốt xấu của các con. Mâu thuẫn giả thiết là phải có những chiến đấu nội tâm cam go. Tình yêu được mua bằng giá đó. Làm sao chiếm được kho tàng nếu không dày công tranh đấu? Phải cố gắng lắm mới hoán cải được tâm hồn. Ơn Thánh chắc chắn sẽ làm cho những cố gắng thành êm dịu, nhưng cần một sự từ bỏ hoàn toàn cho việc hoán cải này và một lòng quảng đại lớn thêm để thực hiện công việc. Ngày 22 tháng 12 1974, Chúa Giêsu nói: Con dọn đường cho cha. Con chuẩn bị cho nước cha trị đến trần gian, nhờ việc nhắc lại những chân lý phúc âm chứa đựng trong thông điệp tình yêu gửi cho thế giới, và nhờ thái độ sẵn sàng hành động của con trong tâm hồn. Ngày 25 tháng 12 1974, cha tìm kiếm tình yêu của con hơn sự tôn thờ của các người chăn chiên và của ba đạo sĩ. Con hãy đến tôn thờ cha. Cha vui sống và hành động cho con. Có những người mừng ngày hồng phúc này trong vui sướng, khoan lạc vì họ nhận được hồng ân đấng cứu độ. Nhưng với con, hỡi hồn nhỏ của cha, hôm nay cha lại ban nước mắt cho con. Với một số người, họ nhận được nụ cười của hài nhi Thiên Chúa
Nhưng với con là người yêu cha, cha càng ban thêm nước mắt hài nhi để rửa những vết thương của thế giới hư đốn này. Từ khi cha đến, cha đã được gọi là con người đau khổ. Trong thánh lễ này, cha đã liên kết con vào những đau khổ của trái tim bé nhỏ, con Thiên Chúa. Con đã khóc chan hòa trong cơn hấp hối nội tâm của con. Con chân thành tìm lý do chính đáng cho những nước mắt đó, nhưng vô ích. Thực ra, cha nói cho con hay, không phải những vấn đề riêng tư của con, dù đau đớn mấy, đã làm tim con tan nát sáng nay. Nhưng vì ơn riêng, cha đã liên kết những vấn đề của con vào những trái tim hài nhi của cha đã cảm nghiệm. Con còn chưa hiểu cha đang chờ mong con dâng đau khổ của con cho cha. Đau khổ đó, cha lấy làm quý hơn vàng và nhũ hương. Ngày 28 tháng 12 năm 1974, trong thánh lễ, cha là đấng ban sự sống, đấng nuôi dưỡng và thánh hóa. Từ nội tâm, lúc này tôi nhìn thấy những cánh chim nhỏ đang chen chúc nhau quanh chén thánh, dơ mỏ thèm thuồng ra tìm của ăn người cha đang ban dồi dào cho chúng. Chúng xòe rộng cánh trên chén thánh, tỏ vẻ âu yếm giữ gìn. Chúng kêu ríu rít vui mừng, thỏa thích với của ăn bởi trời này như mana. Chính những chú chim nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn lại được người cha đút cho những miếng đầy mỏ. Trong hai ngày liền, thị kiến nội tâm này làm cho tôi ngây ngất. Chúa Giêsu nói, tình yêu hổ tương phải được xây trên nền tảng tín thác lẫn nhau. Năm 1975, ngày 2 tháng Giêng 1975, lời cầu nguyện của con là một tác động đức tin. Sự cậy trông của con là một tác động yêu mến. Đức ái của con là tình yêu hoạt động trong tâm hồn con. Ngày 5 tháng Giêng 1975, lễ hiển linh. Hỡi con hãy khiêm tốn vâng phục cha linh hướng của con. Tay cha giữ người để người dẫn con đến cùng cha, để nâng con lên tới tình yêu. Con hãy ý thức đầy đủ sự yếu đuối, dễ sa ngã của con, nhưng cũng hãy ý thức rằng cha luôn phụ trợ con trong mọi hoàn cảnh con sống. Hãy nghĩ tới cha, tin chắc cha yêu con để giúp con thực hiện công việc con làm cho các linh hồn được trao phó cho con. Các tạo vật có đó chỉ là để nhắc con rằng cha nhớ tới con một cách rất đặc biệt và cha yêu con bằng một tình yêu ưu tú. Thân xác con an bình, nhưng tâm hồn con luôn khát mong tuyệt đối. Những ao ước được bảo vệ là những hình thái bị cuốn hút một cách đau đớn tới tình yêu, mà tình yêu lại coi như chạy trốn, khiến trái tim sầu hẻo của con cứ mãi tìm tòi để chiếm đoạt. Còn cha lại tìm được vinh hiển trong sự yếu đuối của con. Đóa hoa bé nhỏ của đồng nội, thế mà cha lại trao quyền phải nảy nở khắp nơi trên thế giới. Hỡi con, xem ra con sợ sứ mạng của con. Cha thích thấy con sợ hơn là con quá được vững tâm. Con thật bé nhỏ và cha ao ước con tự bất tính với chính mình để con tới sát gần cha hơn. Hồn xác con luôn yếu đuối nhưng vẫn được tình yêu cha nâng đỡ. Con cứ tính thác đi, hãy tìm duy tình yêu cha và những gì giúp nâng con lên tới tình yêu đó. Sự kết hiệp các tâm hồn chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn tới tình yêu cha.
Những nỗi nhục nhã không bao giờ vượt qua sức loài người. Nếu người ta biết náu ẩn trong chai để chịu đựng, lúc đó mọi sự đều trở nên ân huệ cho linh hồn thắng vượt những yếu đuối của mình. Con hãy nói cho các linh hồn đừng bao giờ nghi ngờ lòng nhân hậu cha. Đó chính là ơn con đã mắc nợ nhiều với cha. Con hãy hút lấy từ thánh tâm cha, nhựa sống nuôi các hồn nhỏ. Cha chỉ đòi con yêu các linh hồn con phải cứu. Ngày 27 tháng Giêng 1975, con người nói: Margarita đâu có yêu các linh hồn, tôi còn yêu hơn bà. Lời đó làm con đau khổ nhiều. Chúa Giêsu trả lời: Thực sự nói cho cạn nghĩa thì Margarita không yêu các linh hồn, bởi vì chính cha yêu họ trong Margarita. Margarita có thể yêu họ mà không có cha sao? Đó là điều rất thật đối với mọi người. Ai yêu cũng là bởi cha. Hỡi con, cha xin con chấp nhận những lời đó, những lời làm cho trái tim con bị thương vì cha, vì tình yêu cha. Đó là tình yêu hành động trong con mà con không có công lên gì. Đó là thương tích của tình yêu. Với lòng khiêm tốn, con hãy trở nên người mang thương tích vì tình yêu cha đến muôn đời. Yêu Thiên Chúa là yêu các linh hồn và là chấp nhận những yêu sách của tình yêu. Lòng thành thật yêu mến các linh hồn hệ tại việc con hoàn toàn tuần phục ơn thánh. Con hãy nói cho cha hay, rao giảng và trao ban Thiên Chúa tình thương thế nào nếu tâm hồn con không cháy lửa mến yêu Ngài. Cứu vớt các linh hồn thế nào nếu con không dành trọn trái tim nghèo hèn của con cho công việc đó. Con hãy tự an ủi mình, hãy suy tưởng rằng mỗi người chỉ có thể cho những gì họ đã nhận được bởi cha mà thôi. Con hãy tôn trọng hành động của cha làm trong mọi người. Hành động đó không y hệt đối với mọi người. Thực ra cha nói cho các con hay, các con đừng nghĩ mình có lòng yêu lớn hơn, bởi vì các con không biết mức thân mật và cường độ về tình yêu trong mỗi linh hồn. Đừng xét đoán theo bộ dạng bên ngoài, tốt hơn hãy cố khám phá trong mỗi người bề sâu tình yêu họ có. Đôi khi cha muốn hạ các con xuống để các con yêu cha hơn trong sự nhận biết nỗi hư vô của các con. Ngày 17 tháng 2 năm 1975, Chúa Giêsu nói: Con hãy can trường nhờ tình yêu cha, hãy vững mạnh trong cậy trông, bền gan trong cố gắng, trung tín trong tin tưởng, kiên trì trong cầu nguyện, tín thác vào lòng từ bi cha, ham ước những của trên trời, say mê thiên tính cha. Muốn đáp ứng ơn thánh cần một sự phu thác trọn vẹn cho ơn thánh. Sự phu thác dựa trên cậy trông và tin tưởng vào lời cha. Nếu thiếu một trong những yếu tố này, sự nghi ngờ sẽ đến làm hư hỏng tất cả. Ngày 13 tháng 3 năm 1975, lạy Chúa Giêsu, Chúa ở đâu? Chúa chẳng còn nói gì với con nữa. Giông tố hoành hành bao phủ con, nhưng cha không bỏ con. Cha ở trong lòng con và kiên nhẫn đợi chờ thời gian thanh bình trở lại. Trời sẽ rực sáng,
Con không ngừng tin vào tình yêu và lòng nhân hậu cha phải không? Lạy Chúa, con tin. Nhưng sự đau khổ vượt sức yếu hèn con. Hỡi con, hãy bình thản. Thử thách cam go chính là lửa thanh luyện. Hãy nói cho cha nghe nỗi khổ của con. Cứ nói hết, vì cha sẽ không bao giờ bỏ con. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Dường như Chúa không nghe con. Dù sao cha rất cần con. Ai có thể yêu con hơn cha? Con chỉ nên tìm nâng đỡ nơi cha thôi. Tạo vật lừa lọc, chỉ duy Thiên Chúa không hề lừa dối ai. Con uổng công tìm Chúa, Chúa thinh lặng, làm con ngộp thở hầu chết. Con ưa an ủi người đau khổ, và sự thờ ơ làm con cực lòng. Trong lúc hồn con bị lảo đảo bởi bao va chạm giày vò, sức người yếu đuối của con hy vọng được nâng đỡ. Nhưng nào con đã nhận được gì? Con chỉ nên trông cậy nơi cha. Cha là Thiên Chúa trung thành. Đừng quên rằng con là một ái nữ được ưu tuyển. Và lễ tận hiến của con cho đấng yêu thương phải được hoàn tất. Hàng ngàn tâm hồn quý mến con. Trong số đó, có những linh hồn đặc biệt dám hy sinh mạng sống cho con. Ước chi ý tưởng đó trở nên thuốc thơm xoa dịu vết thương đau của con. Tình yêu cha tuôn đổ trên con, không phải chỉ để cho một mình con hưởng, nhưng cho mọi linh hồn. Nếu trong các linh hồn này có ai làm con đau khổ thêm, thì đức ái của cha ở trong họ bị chà đạp, và trái tim luôn thông cảm cha bị thương tích nặng nề. Ngày 23 tháng 3 năm 1975, Lệ La. Con hãy sống mật thiết tuần lễ này với cha. Con tham dự. Sự đau khổ cũng như tình yêu của cha sẽ được chuyển sang con. Hãy dâng tất cả cho cha. Con chịu đựng với cha, và cha chịu đựng với con. Xác hồn con đã bị thương tích. Hãy bám chặt vào cha, và hãy kiên trì. Hãy nhìn xem cha. Cha không đáng thương hơn con sao? Con hãy đến theo cha. Hãy theo sát vết chân cha. Trên đường, chúng ta hãy cùng đi với nhau. Hỡi bạn cha, hãy đưa tay con cho cha để cha dắt con. Con đừng nghi ngờ gì. Mong ước vết thương mau lành và tâm hồn được thư thái. Cởi mở tâm hồn là điều cần để nó được triển nở. Không có tính thác, không thể có bình an. Con cái sự sáng, chiếu tỏa sự sáng mình ra chung quanh. Trên trời không còn có hòa giải. Dưới đất, đức ái đòi nhân nhượng nhau. Không nhân nhượng là thiếu sót nặng nề đến đức ái. Cần phải có hy sinh. Chịu đựng hy sinh mới giữ được niềm vui. Con hãy nghĩ tới cha và làm những gì cha soi sáng cho con. Tại sao con khép kín mình trong âu sầu u rũ? Tin tưởng vào những sứ điệp cha trao ban cho con là tiêu chuẩn sẵn sàng đáp ứng những gì cha mong đợi nơi linh hồn này hay linh hồn kia. Nhất mực từ chối tìm làm trọn thánh ý cha bằng mọi phương tiện có thể, chắc chắn sẽ làm sai lạc thánh ý cha trong đường hướng đã chọn. Nhưng thánh tâm cha vẫn nài vang tỏ mình ra cho linh hồn quảng đại đáp lời cha kêu gọi. Điều xem ra không thể đối với con người thì luôn luôn có thể đối với Thiên Chúa. Con hãy tin chắc điều đó. Hỡi con,
Sự đau khổ đã tẩy luyện linh hồn con. Cái kia đức ái chân thành luôn là dấu chỉ của con. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, con đừng làm gì tự ý con, hãy làm mọi sự bởi Chúa Thánh Thần đấng ngự trong con. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, đây là những giới luật của Cha ban cho con. Cha nói tình yêu, con hãy nói tình yêu. Cha nói nhân hậu, con hãy nói nhân hậu. Cha nói tự ái, con hãy nói tự ái. Cha bảo con đừng đoán xét, thì con đừng xét đoán. Cha bảo con hãy trở lại tôn vinh những gì thánh thiện, thì con hãy trở lại tôn vinh những gì là thánh. Cha bảo con hãy yêu anh chị em con, thì con hãy yêu anh chị em con. Cha bảo con hãy tín thác, thì con hãy tín thác. Cha bảo con hãy từ bỏ mình, thì con hãy từ bỏ mình. Cha bảo con đừng sợ, thì con đừng sợ. Cha bảo con cha yêu con, thì con hãy tin ở lòng cha yêu con và hãy truyền bá cho người ta biết điều đó. Con hãy mở mắt, tai, lòng, miệng để quan sát, lắng nghe, yêu thương tuyên dương nước cha và quyền lực tình thương của cha đối với mọi người. Nếu đức công bằng cha tiến hành, thì con hãy lấy thuận nhân hậu cha đối đáp lại. Con hãy đặt thuận này ngang đường đức công bằng. Cha bảo con hãy trọng kính chức linh mục, hãy làm cho người ta trọng kính chức linh mục và quyền bính cha ban cho ngài. Quyền đó không phải ai cũng được. Thiếu tôn trọng linh mục là thiếu tôn trọng cha. Nếu mọi người đều bình đẳng trước cha, thì linh mục vẫn là linh hồn được ưu tuyển. Dù linh mục thế nào, con đừng đoán xét. Quyền đó thuộc về cha. Con hãy dùng tình yêu để cứu linh mục. Hãy nhìn trong ngài đấng tạo hóa và đấng cứu độ của con. Hãy giúp đỡ ngài ý thức chức vị linh mục và trách nhiệm ngài trước cha. Sự thánh thiện cần thiết không bao giờ lỗi thời, nhưng là điều cần hơn bao giờ hết. Ngày 13 tháng 4 1975, hỡi con yêu mến, cha đổ xuống hồn con những kho tàng tự ái để con trao tặng cho mọi người và từng người. Con hãy trao tặng ơn đó cách quảng đại. Kính cha ở trong con và con ở trong cha. Những ý định của cha về con không nhất thiết là của con. Những ý định đó còn ẩn kín đối với con, và mỗi ngày một góc cõng con của bức màn được vén lên để bộc lộ thánh ý cha cho con. Cha không lầm lẫn bao giờ, nhưng một số người lầm vì những ý định cha đặt trên họ. Đau khổ quá, sinh chán ngán. Nhưng nhờ ơn cha, linh hồn bị câu xé, tránh được lưới của người đánh chim là ma quỷ giăng ra vây hãm nó. Nhờ lòng từ ái cha đối với linh hồn thoát nạn, kẻ đánh chim đâm ra lưới tiếc, ngỡ ngàng nhìn con mồi thoát lưới đã giam hãm nó. Nhờ lòng tốt của cha, chú chim thoát bẫy sẽ nghe được tiếng hít, nhẹ nhàng kêu gọi nó. Nó bị thương, nhưng khi nghe được
Nó sẽ bay đến đậu một cách sợ sệt trên bàn tay giang ra che chở nó, đón nó và băng bó vết thương nó một cách đầy yêu thương dịu ngọt. Ngày 15 tháng 4 1975. Sự thánh thiện của một tâm hồn không đo lường theo mức độ sợ sệt đè nén nó, nhưng theo tình yêu hoạt động trong nó. Ngày 29 tháng 4 1975. Cha là sự sống lại và là sự sống. Ai tin cha sẽ sống. Khi cần, con hãy nâng đỡ thân xác bệnh nhân, nhưng hãy yêu các linh hồn, vì linh hồn tồn tại đời đời. Ngày 10 tháng 5 1975. Người ta tin, nhưng lại hành động như không tin. Người ta đào sâu, nhưng người ta không xuống sâu. Nhiều người coi bác ái là một bổn phận, nhưng bác ái lại không phải là một trạng thái của linh hồn họ. Ngày 23 tháng 5 1975. Con hãy trao tặng các linh hồn những gì cha ban cho con. Hãy trao tặng tùy mức sốt sắng của họ, nhưng đừng làm nản lòng họ bởi việc đòi hỏi quá khả năng của họ. Con hãy nên nguồn an ủi cho tất cả các linh hồn và coi đó là sứ mạng quan trọng nhất của con. Trong tâm hồn đau khổ, Thiên Chúa khóc và chờ một trái tim biết yêu và thông cảm với họ. Cha không hề nói vô ích và cha đã chọn con. Hỡi Margarita, để nhờ ơn cha, con bên đỡ và bảo vệ đức tin yếu nhược của những tâm hồn đau khổ, để con giúp họ vác thánh giá. Con đừng bao giờ trốn tránh những yêu sách của tình yêu cha. Hãy thể hiện tình yêu bằng những hành động. Nói mà không làm nào có nghĩa gì? Nếu con cứng rắn với con đừng bắt người ta cũng phải giống con. Nhưng hãy luôn sẵn sàng để xoa dịu, khích lệ, yêu thương. Chớ khi người ưu phiền gặp được Thiên Chúa trong con nhờ thái độ thông cảm, sự hiện diện yêu thương, săn sóc của con. Con hãy nâng đỡ những kẻ yếu đuối, nghèo nàn, nhất là nghèo về tinh thần. Hãy làm cho họ hiểu cha yêu dấu họ chừng nào. Tại sao con sợ lặp đi, lặp lại những gì cha đã nói với con? Con sợ, và cha biết tại sao. Cha muốn giúp đỡ và bảo vệ con, nhưng cha cũng bảo vệ công việc của cha. Nhưng người ta dốt nát và vô kỷ luật biết mấy. Đã đến lúc họ phải so sánh họ. Biết bao người chỉ tìm mình ngay trong những việc thánh nhất. Đôi khi phải tìm kiếm điều vượt thị giác, khó thắng nhưng lại rất thật. Ngày 24 tháng 5 1975. Lúc thức dậy, con hãy suy tưởng tốt và hành động tốt. Con đừng cưỡng bách người khác, nhưng hãy để họ tự ý theo con. Cha đã dùng ơn và tình yêu cha quy hướng họ đến với con. Ngày 3 tháng 6 1975. Ngày đó không thể dự lễ được, nên tôi đã rước lễ ban chiều. Hồi tâm sâu thẳm, Chúa Giêsu âu yếm nói với tôi: Hỡi tù nhân bé nhỏ của tình yêu cha, con đồng ý chứ? Con hãy đến ở với cha trong nhà tạm này. Cha ban cho con nhiều tình yêu hơn, vì con trung thành, dầu phải khổ đau. Sự khôn ngoan cha ưa làm cho con no thỏa. Ngày 4 tháng 6 1975.
có lời chép: một hạt giống nhỏ bị nhiễm độc thế gian, nhưng được tình yêu gieo xuống có thể mang rất nhiều hoa trái để cứu các linh hồn. Nhờ Cha, con đã ủi an biết bao tâm hồn, con đã trả lại cho họ sự sống và niềm hy vọng. Tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa, như con đã thấy đó. Tình yêu nhân hậu Cha mỗi ngày mỗi uống nắng trái tim con, để nhờ máng bé nhỏ này lòng từ ái Cha chảy dào dạt trên những người thánh tâm Cha muốn cứu vớt. Ngày 8 tháng 6 1975. Con đừng bận tâm về những điều con ao ước, nhưng hãy quan tâm đến những gì Cha ước mong. Ngày 22 tháng 6 1975. Hỡi các con, các con hãy sống đức tin tin rằng Cha luôn mang đến cho các con tình yêu lạ lùng. Các con hãy yêu công bằng và bình an. Chớ khi các con giữ lòng bình thản trong cơn sầu khổ. Nếu mặt trời bị bóng tối, tội lỗi che khuất, nó chỉ chờ đợi các con kêu cầu, nó sẽ lại xuất hiện. Ngày 23 tháng 6 1975. Hỡi các con nhỏ của Cha, các con hãy trở nên những nhà cách mạng hiện từ của tình yêu Cha trong sự vâng phục giáo hội. Cho dù có ít phần tử lạc đường, các con cũng đừng bao giờ lìa xa giáo hội với bất cứ lý do nào. Chỉ có tình yêu mới cứu vãn được thế giới. Chính tình yêu sẽ hồi phục cho giáo hội đặc tính thánh thiện của giáo hội: hiện từ, khiêm nhường, thánh thiện sẽ làm được những gì bạo lực không bao giờ làm được. Các con không có quyền đoán xét hành động của người khác. Những người thực sự bên đỡ đức tin là những người dùng gương thánh thiện cùng sự từ bỏ mình để giảng khuyên. Ngày 27 tháng 6 1975. Lúc nguyện cầm: con đừng suy tưởng vì Cha là tư tưởng của con. Con đừng nói vì Cha nói thay con. Cha ước ao thấy con sống trong sự tín thác đó. Tại sao đôi khi con có thể ước ao điều gì khác ngoài Cha? Hương thơm tình yêu của con đối với Cha là niềm vui khi con trở về. Con đã biết nỗi lòng tan nát khi bị từ bỏ. Hằng ngày Cha biết nỗi khổ đó, nỗi khổ bị bỏ rơi bởi con cái Cha, những kẻ không còn nhận ra tiếng Cha nữa. Và Cha thấy họ lao mình xuống vực thẳm bởi sự bất trung và sự im lặng đồng lòa. Thế giới bệnh hoạn, và bệnh hoạn họ chịu đem họ tới chỗ chết. Chỉ có Cha chữa được bệnh thế giới, nhưng thế giới phải chấp nhận phương thuốc của Cha. Người ta muốn ngăn cản Cha nói, ngăn cản Cha cảnh cáo. Người ta bưng tay không thèm nghe lời Cha kêu gọi. Nhưng Cha sẽ không cắt xén gì về những điều Cha đã nói. Lạy Chúa, có hy vọng gì về một thế giới tốt đẹp hơn không? Than ôi, không. Bao lâu loài người còn từ chối chữa bệnh cùi tội lỗi, luôn ăn ruộng con người họ. Chúa Giêsu ơi, phải làm sao bây giờ? Cầu nguyện và thống hối. Cha kêu gọi những người muốn theo Cha. Ngày xưa Cha đã chọn 12 tông đồ để truyền bá phúc âm. Ngày nay Cha chọn tất cả những tâm hồn thiện chí để nhờ đời sống gương mẫu, nhờ hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa. Họ làm chứng cho chân lý đời đời. Chân lý bị các tâm trí kiêu căng đem ra tranh luận và coi như sự nhục nhã của thế kỷ lầm lạc này.
ước chi mọi người thiện chí, hãy ý thức trách nhiệm của mình. Ngày 1 tháng 7 1975, lúc nguyện gặp. Dấu chỉ thực sự của nước cha, đó là thánh linh tình yêu và nhân hậu của cha. Dấu chỉ khác con đang chiêm ngắm đây, đó là vết thương nơi tay cha, đặt trên trái tim để kìm hãm những tiếng đập của tình yêu cha, hằng in vào các con, những thụ tạo nghèo nàn. Cha là vua vũ trụ, nhưng còn tước hiệu đẹp hơn nữa, đó là tước hiệu cha tất cả các linh hồn. Vương quyền cha có thể làm các con sợ hãi, còn tình cha thì sao? Đó là tình yêu lôi cuốn các linh hồn tới cùng cha. Đó là tiếng gọi các con cái trung thành. Đó là tiếng nhắc nhở các con cái dại dột liều chết. Đó là ơn tha thứ và cũng là lời cảnh cáo. Đó là sự khiêm tốn của Thiên Chúa đối diện với sự kiêu căng của con người. Đó là bài học của Chúa Kitô Vua dạy cho các con nhỏ bất phục tùng và vô ý thức. Họ đi và họ đến. Phần cha luôn săn đón, không ngơi tỉnh thức, canh giữ, cảnh cáo, săn dậy. Họ loại cha ra khỏi lời họ nói, khỏi nếp sống quá ít thích hợp với giáo lý phúc âm của cha. Dù sao cha luôn luôn hiện diện để giúp đỡ trong mọi việc của họ làm. Cha là cha, con hiểu không? Dấu chỉ con tim trẻ trung, đó là bao giờ nó cũng chú ý yêu mến đấng tạo dựng mọi sự tốt lành. Linh mục phải canh cánh chú tâm tới gia tài thiêng liêng của mình. Ngài không được phung phí gia tài đó bằng những lời nói cũng như việc làm vô ích. Vẻ trang trọng xứng cho linh mục phải là nguồn vui tinh rộng, chứ không phải là căn cớ sinh mặc cảm và phóng túng. Ý thức những yếu đuối của mình mà không tìm đường thoát khỏi, đó là dùng lý do yếu đuối để làm điều xấu, không sợ lương tâm cắn sức. Hy sinh cho kẻ khác không phải để vồ lấy cho mình, vì như thế những kẻ khác chỉ làm cản trở linh mục tiến bước trên đường thánh thiện. Làm cho người khác vui thì dễ, nhất là nếu làm vui để thỏa mãn cho mình, thỏa mãn những đòi hỏi tự nhiên của con người. Hoàn thiện hơn biết mấy khi ta tìm đấng tự hữu, trong Ngài chứa mọi kho tàng bình an và tươi vui. Các con hãy tìm những gì đẹp lòng cha, đừng nuôi ảo mộng. Hãy tìm nếm thử sự nghỉ ngơi trong thinh lặng của chiêm niệm. Hãy say mê tìm tòi chiêm niệm. Hãy can đảm lên. Hãy ao ước nên trọn lành, và đừng để bị ru ngủ bằng những mơ mộng vô ích. Điều cha cảm thấy trong lúc ưu phiền, đó lại là sự khôn ngoan và ơn bởi trời. Chớ chi các con quý hóa điều đó hơn tất cả những gì có thể lôi cuốn con người. Ngọc quý thường bị che giấu. Hãy tìm ngọc đó, và đừng để ngọc đó xa các con chỉ vì các con ăn ở ít xứng với ơn cha ban cho các con. Nếu đôi lúc lòng trí các con gặp tối tăm, đó chính là vì các con quay tìm những vật làm vui thỏa con mắt các con. Các con hãy thanh lọc những ước muốn của mình và đem tập trung tất cả vào cha. Ngày 4 tháng 7 1975, con hãy nhìn xem cây thánh giá này và hiệu quả của nó. Đó là tình yêu tự giá. Các tâm hồn còn khô lạnh thế nào được khi thấy cảnh tượng thương tâm này? Quá ít người lo lắng tháo gỡ tình yêu bị đóng đinh khỏi cuộc tử nạn tình nguyện đó. Tình yêu cha ban mới chỉ có âm vang trong một số ít người.
Con người ham sống ít ngày vắng vội trên trái đất này, để rồi mất phúc trường sinh trên trời sao? Hãy chạy trốn đi, nếu họ không đủ sức đương đầu được với quân thù đang dẫn họ tới diệt vong. Trước khi họ chạy vào ẩn náu trong thánh tâm cha và trong trái tim toàn ái mẹ cha, nơi quân thù không thể tới được, hãy còn thì giờ, nhưng đừng trì hoãn nữa. Cha biết những ân sủng của Thiên Chúa không được đa số đáp lại, tuy nhiên tình yêu không biết mỏi mệt nhưng hằng kêu gọi. Con hãy hãnh diện về những khốn nạn của con. Hãy ca tụng cha đã gánh lấy những khốn nạn đó. Nghiệt thành kỹ có hại khi nó bị tục hóa. Lòng trung thành với ơn thánh đòi phải nghiêm chỉnh cố gắng để khỏi sa trước cám dỗ. Con nghĩ tưởng thế nào, con sẽ ước muốn như vậy. Hãy cầu xin và tỉnh thức để mọi tư tưởng và ước muốn của con được lành thánh. Hãy luôn ấp ủ trong con ý nghĩ về tha nhân. Hãy mở đường trước Thiên Chúa khi người đến. Những nỗi khổ tâm và mệt mỏi của con là giá chuộc tình yêu cha. Hãy subscribe.